đánh trứng ạ? Máy 2 trong 1 giữa việc sai thực phẩm và đánh trứng ạ? Sản phẩm thì bao gồm 4 motor và có 2 đầu dây da, 1 chai, 4 công tắc, 1 rút nguồn, 1 lọ đựng kèm sử dụng máy. Kéo chậm mạch như cháy không, không đi thêm một chiều à, điều gì không sợ rồi. Cái kia là cái sạc pin. Ôi dạ. Thế món ăn bóng đá đây, được bóng đá. Xay xong rồi là phải uống ấy. Xay rồi dùng thử đấy nhá. Được quá không? Quyền là ít đi. Đó thôi được, miễn là nó có đấy, chứng minh cho mọi người thấy rằng nó không có độc đi. Cái năm kia cần cái khuấy này, cái ninh thì không có gì. Nên làm dấu khuấy này không? Cái khuấy nó vất vả không? Đúng không? Từ từ để em mới nói kìa, anh Đĩa đang nói. Sau đó ta sẽ nối 2 dây nguồn với nguồn chính để nối ra mạch sạc điện. Rồi, để cảm ơn.